Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo robot role support trong Telegram và những lệnh căn bản của bot role. Rồi, thì video này KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để tạo một cái group và channel trên cái mạng xã hội Telegram. Thì trước hết quý vị hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản Telegram. Và ở đây KTV sẽ không đi sâu vào cái vấn đề đăng ký. Quý vị hãy tự đăng ký. Và quý vị muốn chuyển sang tiếng Việt thì quý vị có thể tham khảo cái video trước KTV đã chia sẻ. Bởi vì cái Telegram này họ không có hỗ trợ tiếng Việt, cho nên quý vị có thể cài đặt cái phiên bản tiếng Việt mà video trước KTV đã chia sẻ. Rồi, thì đây là cái giao diện Telegram này. Đó, quý vị để nguyên là cái phần chat này. Ok chưa? Rồi, bây giờ quý vị để ý đến cái biểu tượng cây bút ở phía bên trên góc phải màn hình này. Đó, quý vị hãy chọn vào này. Ở đây, quý vị tạo group thì quý vị chọn vào một new group này. New group. Cái bước này, quý vị hãy add thành viên vào cái group mà quý vị muốn tạo đã. Rồi, quý vị chọn like này. Ở cái bước này, quý vị hãy đặt tên cho cái group của quý vị. Ví dụ KTV sẽ đặt là KTV group. Ok chưa? Gờ ra đi. Rồi, đặt xong quý vị chọn vào create này. Đó, vậy là một cái group đã được tạo. Rồi, thì bây giờ là đến cái phần cài đặt cho cái group của quý vị này. Quý vị để ý đến cái biểu tượng phía bên trên góc phải này. Quý vị hãy chọn này. Rồi, quý vị chọn Edit phía trên góc phải tiếp này. Thì ở đây, quý vị có thể đổi lại cái tên của cái group của quý vị. Ok chưa? Rồi, tiếp theo cái dòng thứ hai là quý vị có thể thêm cái thông tin về cái group của quý vị. Ví dụ KTV sẽ thêm cái thông tin này. Đó. Rồi, thì ở đây KTV chỉ ví dụ thôi. Ok chưa? Tiếp theo quý vị để ý đến cái phần group type này. Thì hiện tại đang là private. Đó, quý vị hãy chọn vào này. Đây là một cái chế độ private. Quý vị có thể chuyển sang cái chế độ public. Ok chưa? Để công khai. Đó. Thì quý vị chuyển sang cái chế độ công khai này thì ai cũng có thể tìm kiếm được cái group và họ sẽ tự động join vào. Ok chưa? Đó. Ví dụ ở đây KTV sẽ đặt cái tên để công khai cái group này. Đó, KTV TV GR. Ok chưa? Đó, khi nó hiện cái màu xanh này là họ đã chấp nhận với cái tên này. Tức là cái tên của quý vị không bị trùng với lại bất cứ ai. Đó, rồi, tạo xong thì quý vị chọn vào đăng này. Quý vị chọn ok. Quý vị chọn. Đây, đến cái phần admin đây này. Quý vị có thể thêm thành viên để quản lý group. Đó. Quý vị chọn tiếp vào admin. Ok chưa? Đấy. Ví dụ KTV chọn luôn này. Chọn luôn thành viên này làm admin này. Chọn này. Thì ở những cái bước này, quý vị có thể cấp quyền cho admin. Ok chưa? Thì cái quyền thứ nhất đây là thay đổi thông tin group này. Cái quyền thứ hai là delete, xóa tin nhắn này. Quyền thứ ba là ban user này. Cái quyền thứ tư là mời user theo cái đường link. Cái quyền thứ năm là pin cái tin nhắn thông báo lên group. Ok chưa? Quyền tiếp theo là cái quản lý cái
cái tin nhắn bằng cái tin nhắn voice voice chat đấy. Rồi cái quyền thứ năm là ẩn danh. Ok chưa? Cái quyền thứ cuối cùng đây này là quyền thêm admin đó. Rồi thì KTV sẽ để mặc định như này đi. Ok chưa? Và cái cuối cùng đây này là quý vị có thể đổi lại tên hay là đặt cho một đặt danh hiệu cho cái người quản lý group này. Ví dụ KTV sẽ đặt là quản lý. Ok chưa? Đó. Rồi, xong quý vị chọn vào đăng ở phía bên trên góc phải màn hình này. Rồi, vậy là xong cái phần cài đặt này. Quý vị để ý đây này, KTV vừa thêm thành viên để quản lý group đây này. Ok chưa? Đó. Bây giờ KTV sẽ thêm một vài con bot để báo giá các token. Ok chưa? Ví dụ bây giờ KTV sẽ thử vào một cái group này. Đây. KTV sẽ đánh một cái lệnh CBLB chẳng hạn và gửi này. Đó. Thì quý vị để ý này, khi quý vị đánh một cái lệnh thì đây là cái lệnh để quý vị có thể xem chớt. Ok chưa? Thì cái con bot này nó sẽ báo cái biểu đồ chớt đó. Hoặc là quý vị có thể kiểm tra cái phí gas của cái mạng ETH thì quý vị cũng gạch là gas này. Đó, ok chưa? Thì cái con bot này nó sẽ báo. Đó. Hoặc là quý vị cũng có thể đánh là C BNB để xem báo giá của cái đồng BLB là đó. Ok chưa? P, quý vị sử dụng cái lệnh P đi. P này. P BNB. Đó, quý vị thấy chưa? Thì nó sẽ báo giá cái token mà quý vị muốn kiểm tra tại cái thời điểm mà quý vị thao tác. Rồi. Thì đó là cái con bot là CryptoWay và bot con chatbot. Ok, bây giờ quý vị hãy trở lại cái group mà quý vị vừa tạo này. Đó. Cũng trong cái biểu tượng phía bên trên góc phải này, quý vị hãy chọn này. Rồi, quý vị chọn vào Add Member. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy đánh là A còng này. Crypto là Way. Way. Đó, quý vị chọn luôn này, cái con bot này này. KTV sẽ chọn luôn này. Tiếp theo một con nữa. Quý vị đánh là A còng này. Coi chain. Bot. Coi chain bot không phải con này. Quý vị phải đánh chính xác cái con bot coi này. Chain này. Z này. Bot. Coi chain Z mod. Rồi quý vị chọn vào đăng này. Ok, mới chỉ được một con thôi. Vẫn thiếu một con. KTV thử thêm lại xem này. Coi chain bot. Rồi. Đây, thì quý vị để ý này. Quý vị chọn cái coin chatbot cái con đầu tiên này. Rồi quý vị chọn đăng này. Quý vị hãy back lại. Bây giờ KTV thử kiểm tra xem này. Gạch xược này. P là KTV kiểm tra cái ETH đi. Đó, ok chưa?
chỉnh hai con bot này, nó sẽ báo giá cho quý vị biết. Rồi KTV thử kiểm tra cái xem cái chớt chẳng hạn, thì KTV sẽ chọn lệnh C này, ETH gửi này. Ok chưa? Đó. Rồi. Thì tiếp theo là đến cái phần thêm cái bot row. Để bot row quản lý group, quý vị cũng chọn vào cái biểu tượng phía bên trên góc phải này. Thì ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để tạo một cái bot row và set up tất cả các lệnh để cái bot row này họ quản lý group, như là không cho gửi đường link này, không cho gửi những cái hình ảnh hoặc video vào group này. Ok chưa? Thì KTV sẽ không đi sâu về cái lệnh setup đó. KTV chỉ add cái con bot này thôi. Và cái bot row này khi quý vị có ai join vào group của quý vị thì bot row sẽ tự động gửi cho cái người mới vào một cái nơi chào. Hoặc ai mà ra khỏi group thì bot row cũng gửi một lời tạm biệt. Ok chưa? Quý vị cũng vào cái add member này. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy gọi lại bot row này. Row. Đó, thì quý vị chọn luôn cái chỉ bot row hình ảnh logo này. Quý vị phải chọn chính xác nha. Rồi, quý vị chọn đăng này. Rồi, bây giờ quý vị phải set cái bot row này làm admin này. Ok chưa? Quý vị chọn vào exit này. Exit. Quý vị chọn vào admin đây này, administrator này. Quý vị chọn vào add admin này. Quý vị chọn luôn là row này. Ok. Đó, thì quý vị cũng có thể đặt cái biệt hiệu cho cái chị bot row này. Ví dụ KTV sẽ đặt là Lễ Tân chẳng hạn. Ok chưa? Lễ Tân. Bởi vì mỗi khi có ai join vào group thì cái bot row này họ sẽ tự động chào. Ok, quý vị chọn vào đăng này. Back lại này. Đăng này. Rồi, thì KTV cũng không đi sâu vào cái lệnh set bot row. Quý vị muốn set các lệnh thì quý vị hãy xem lại các video là tạo robot support Telegram phần 1. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là cái phần làm sao để mà thêm được nhiều thành viên vào group. Đó, thì cũng ở trong cái group của quý vị này. Quý vị vào cái biểu tượng phía trên góc phải này. Quý vị chọn vào Add Member. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị muốn thêm bất kỳ một thành viên lạ vào nào mà quý vị không hề biết thì quý vị chỉ cần đánh cái A còng phía trước rồi quý vị đánh tên. Ok chưa? Ví dụ KTV sẽ chọn, đấy, KTV sẽ chọn bất cứ một cái tên nào rồi KTV thêm nó vào. Ok chưa? Đây, KTV sẽ đánh tên này. Đó, thì quý vị chỉ cần đánh một cái tên và một hai ký tự nữa thì ở đây Telegram họ sẽ hiện ra rất rất nhiều cái tên mà quý vị đánh nó gần chính xác, thì quý vị chỉ cần tích vào đây để thêm họ vào group. Ok chưa? Đó, tích vào này. Rồi KTV lại thêm tiếp này. KTV sẽ lấy một cái tên khác đi. Và cứ như vậy, quý vị lưu ý này, quý vị sử dụng một cái số điện thoại trên Telegram thì trong vòng 24 tiếng quý vị có thể thêm được tối đa là 50 thành viên. Ok chưa? Nếu quý vị sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản Telegram thì quý vị một ngày cũng có thể thêm được vài trăm thành viên vào cái group của quý vị. Đó. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể sử dụng các tool để kéo men, admin vào các group của quý vị.
Và các tool này thì trên mạng họ báo giá rất nhiều loại giá. KTV cũng không có cái tool này. Hoặc là quý vị sử dụng các dịch vụ Ad Member và họ tính theo cái số lượng. Ví dụ 1.000 member thì khoảng độ 200 hoặc 300.000 chẳng hạn. Đó thì tùy từng thời điểm hoặc tùy từng người người ta thu cái tiền. Đó. Rồi bây giờ KTV sẽ chọn đăng này. Ok, đó thì KTV đã thêm được một vài thành viên vào. Và cứ như vậy. Đó. Ok chưa? Rồi bây giờ KTV sẽ trở lại. Đó. Thì quý vị để ý này, cái bot row này KTV chưa xét lệnh đâu. Đó. Nhưng mà mặc định khi quý vị thêm thành viên hoặc có ai join vào group này thì chị robot row gửi luôn một lời chào. Và đây nó là tiếng Anh. Quý vị muốn xét sang tiếng Việt và xét cái câu lệnh của quý vị thì quý vị hãy tìm cái video trước mà KTV đã chia sẻ, thì toàn bộ cái lời chào này họ sẽ chuyển sang robot row, sẽ chuyển sang cái tiếng Việt. Ok chưa? Và theo ý của quý vị luôn, quý vị có thể để theo đường link hoặc hình ảnh. Rồi đó. Vậy là xong cái vấn đề là tạo một cái group. Bây giờ KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để tạo một cái trang lô. Quý vị hãy trở lại này. Ở cái màn hình chính giao diện này, quý vị chọn vào cái biểu tượng cây bút phía bên trên góc phải này. Và đây quý vị chọn vào cái New Trello. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào Create Trello này. Ở cái bước này quý vị hãy đặt tên cho cái Trello của quý vị. Ví dụ KTV sẽ đặt tên là KITV Trello chẳng hạn. Ok chưa? Rồi, đặt xong quý vị chọn Like này. Thì ở đây quý vị cũng có thể thay đổi luôn cái logo của quý vị này. Quý vị chỉ việc click vào rồi chọn cái logo. Ok chưa? Rồi, quý vị cũng nên để cái phần này là public. Đó, và ở cái ô dưới cùng này, quý vị hãy đặt tên cho cái channel của quý vị. Đây, KTV sẽ đặt là KITV Trello chẳng hạn. Thì nó ra màu đỏ như thế này, tức là đã có người sử dụng. Và trùng tên thì quý vị phải đặt một cái tên khác. Ok chưa? Đó. Thì quý vị để cái public này là để công khai, ai cũng có thể xem, cũng có thể join vào group được. Rồi, quý vị chọn vào like này. Ở cái bước này, quý vị hãy thêm thành viên vào này. Đó. Đây là thành viên trong danh bạ. Rồi, quý vị chọn vào like này. Ok, vậy là cái trang nào đã được thêm. Thì quý vị là người quản lý trang lô thì quý vị có thể đưa các nội dung thông tin vào cái ô văn bản này. Ô soạn thảo văn bản này, ok chưa? Đây KTV sẽ trở lại cái channel của KTV. Ví dụ đây là một cái channel mà KTV đang sử dụng. Đó, thì toàn bộ thông tin quý vị đưa vào cái phần comment này thì nó sẽ lên. Và bên kia họ không thể comment được ở cái ô này, họ chỉ có thể comment ở cái dưới video, dưới cái nội dung mà quý vị chia sẻ. Ok chưa? Rồi bây giờ trở lại cái channel mà quý vị vừa tạo này. Tất cả quý vị cũng vào cái biểu tượng này để thêm thành viên, rồi cài đặt group này, thêm người quản lý. Đó. Quý vị có thể thêm admin. Ok chưa? Đấy, quý vị vào Edit này.
thì quý vị cũng có thể thay đổi cái tên kênh của quý vị này, và ở bên dưới là cái thông tin thêm, ok chưa? Còn ở đây quý vị có thể thay đổi cái biểu tượng kênh của quý vị. Rồi, và cái phần này thì nó cũng tương tự như quý vị tạo một cái group thôi. KTV cũng không đi sâu. Ok. KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.